luôn này. Tắt hết tất cả ấy rồi. Ui giời, dư sửa lót PC mới đau rồi. Hello mọi người nhá. Hello. Alo alo. Kê vào nhá. Bạn gì ơi, bạn gì mặc cái bộ chiến binh ấy, bộ đẹp ấy, cho tớ mượn một tí được không? Số 2. Ơi. Bạn cho tớ mượn bộ đồ được không? Đây. Ui, vãi đẹp, mà bạn thấy tớ đội nón lá đẹp không? Anh em gánh tớ nhá, tớ bắn gà lắm. Gà mới kim cương 5 mà. Thôi gì? Tháp nhá. Ông nhảy đi. Không sao vậy. Em thích là được. What the hell? Chết tôi để chết rồi, để mà màn hình máy tính tắt rồi. Tôi hack mà. Nani? Ok. Hack mà không? Ghê bạn nha. 24 cái. Đáng sờ bách thì tự nhiên tắt mất màn hình máy tính. Wow. Có xe đến kìa. Có xe đến. Bam. Đúng là như vậy. Nó chuẩn bị chạy lên đấy, đừng có chạy xuống dưới. Ôi trời ơi. Em làm ơi. Trời ơi. Ông ta đắp quả gì ấy. Bội quá mẹ. Cầu thang. Ôi, chết này. Ôi, chiếu. Vỗ tay! Lìa. Vâng, rồi. Kêu đi. Ông thấy lúc nãy không? Này, tôi bắn 4 thằng tuần đầu luôn đấy. Hách. Tôi hách mà. Mà anh em mình biết thôi nhá, đừng nói cho ai. Nhất công lộ chết. Mà đừng có phốt thôi nhá. Lộ là chết thở. Ôi, ghi ông rẽ rồi. Ôi, vãi thì mất hết rồi. Mày lại bốc phốt. Ủa, bạn chủ cửa lan đục 3. Mày hack này thì mất hết. Ủa, chủ cửa lan à? Đây, đừng thấy chủ cửa lan rồi. Cửa lan xong bắn cửa lan. Bắn auto này. Bọn nó săn lành tôi vì tôi bắn ngu quá. Ôi, ông đứng thiền tốn. Thật. Tôi thề. Nhờ dầu mà hack thì dở rồi. Ôi, dùng bản chống anti ban bạn. Ôi trời ơi, đâu có bị ban đích đâu. Thoải mái mà. Thật. Bây giờ có một anti ban mà dùng thoải mái, đâu bị ban đâu. Cứ hack thôi vì bản thân mình cho phép bạn, sợ gì ạ. Như thế là quá chuẩn rồi. Chỉnh là lại mất chuẩn. Nó đùa đấy, tôi đâu có hack kia đâu, tôi chỉ hack mỗi am đầu thôi. Hack mỗi am đầu thôi. Không có kia nữa. Đã phá tí rồi, tôi hiểu ông hack gì rồi. Oh my god! Wow! Đâu ạ? Nó đi rồi, nó đi lên đằng trước rồi, nó đi đằng trước rồi. Có ông bạn hack thật à? Tôi vừa ra bật lại mà, nên nó không có bắt được. Tôi bật thật mà, bạn tưởng tôi đùa hả? Ui. Bọn nó chơi map này nhiều, nó nhìn tên thôi, bọn nó biết mà. Bọn nó biết tôi hack kín mà. Ông lái. Bạn yên tâm, không bị ban đâu. Đen lắm mới bị ban đấy rồi. Bạn chơi game hack nhà là cỏ đấy. Sao? Tại vì tôi bắn gà quá, tôi không biết được chúng nó, nên tôi đành phải hack. Nghe giọng nghe vừa xạo lồn vừa đúng nhỉ? Ừ, thì tôi đang đi ra chỗ nó mà. Trước mặt này, trên núi. Chơi này có mặt tiếng là kéo phát không ra. Kẹp thì bạn yên tâm đi, không sao đâu.
Bạn bạn yên tâm, mình không có ban đâu, bạn yên tâm. Cái này nó ở trên này này. Một cái đốt này. Quay cho tao đâu đi. Ở đâu? Nốt thằng đấy thôi. Cứu đi, cứu đi, cứu đi. Hay quá, mẹ còn ban nữa. Nó chạy hướng 50. Watch out. Không thấy bro rồi. Lia. Em đi chơi tớ không có ban đâu. Tớ cái bài hẳn bản anti ban rồi. Ban nick làm sao được? Người yêu ơi, anh nhớ em rồi. Tôi cũng sắp nhớ ba ông á. Hello motherfucker. A few moments later. Giờ chuyện này có cho vào đâu anh em nhé, nhé. Biết đâu bất ngờ đôi ta chợt rời xa nhau. Anh kích rồi anh em. À, anh kích, anh kích, anh kích anh em ơi, anh kích. Đất này là của bố mày.